tham dự đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc có ông Dương Hoài Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, ông Nguyễn Duy Nhiên, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng các hội đoàn người Việt. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Dương Hoài Nam biểu dương và khen ngợi lịch sử hình thành và sự cống hiến đóng góp của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc với các hoạt động chung của hội đoàn trong khu vực và trong nước. Ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà hội có được trong 30 năm qua. Ông cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc có thể tiếp bước những thế hệ trước để gìn giữ và phát triển Hội Thanh niên Sinh viên tại Séc trở thành đơn vị đi đầu trong mọi hoạt động của thế hệ trẻ người Việt. Tôi nghĩ rằng là tôi rất là tin tưởng rằng các bạn với những cái hoạt động mà các bạn đã làm trong 30 năm qua và sự tự tin, sự sáng tạo và cái nỗ lực, cái tâm huyết của các bạn, tôi tin rằng là các bạn sẽ đề ra một cái chương trình hành động để mà giúp làm sao mà quy tụ được nhiều hơn nữa cái trí thức sinh viên thanh niên của người Việt không chỉ tại Séc và cả tại châu Âu. Và tôi cũng rất tin tưởng rằng là các bạn sẽ tiếp tục phát triển và sẽ làm cái hình mẫu để cho cái hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại các nước ở châu Âu cũng như tại thế giới là nói theo. Trong rất nhiều nhiệm kỳ thì Hội Thanh niên Sinh viên hoạt động rất là tích cực, và tôi thì vẫn đánh giá rằng là cái Hội Thanh niên Sinh viên sẽ là một cái hội nòng cốt trong cái cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Nhưng mà tất nhiên là khi tình hình chung nó có sự thay đổi thì bây giờ mình phải có phương pháp để tập hợp, để tổ chức, để làm sao để tập hợp được các cháu, bởi vì là đối với bất cứ cộng đồng nào thì cái thế hệ trẻ cũng là một cái thế hệ rất là quan trọng, nó quyết định cái tương lai của cộng đồng. Thế cho nên là việc mà tiến hành tổ chức đại hội lần này để kiện toàn lại cơ cấu tổ chức để làm sao cho cái Hội Thanh niên Sinh viên ngày càng quy tụ được đông đảo các cháu ở thế hệ thứ 2, thứ 3 ở Cộng hòa Séc, và cộng thêm cái số thanh niên sinh viên từ Việt Nam sang đây học tập tại Cộng hòa Séc nữa để thành một cái hội mạnh, thì đấy là cái mong muốn của những người ở cái thế hệ thứ nhất, thứ hai như chúng tôi. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, cũng là Chủ tịch danh dự của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc đã tổ chức thành công hai festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Hội cũng đã hỗ trợ các hội trong khu vực cùng tổ chức các sự kiện và festival hàng năm. Hội cũng là một trong những thành viên sáng lập Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Và vừa qua, Ban chấp hành hội cũng đã tham gia vào Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong nước. Với các thành viên là người trẻ tuổi, nhiều nhiệt huyết và năng động, hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với bà con cộng đồng trong thời kỳ COVID-19, cũng như kêu gọi quyên góp vật tư y tế gửi về quê hương trong đại dịch. Không dừng lại ở đó, trong mọi vấn đề, hội cũng đã tích cực tham gia, nhất là các hoạt động thiện nguyện ngay trên quê hương thứ hai, cũng như đối với trong nước. Bên cạnh đó, hội cũng đã tổ chức thành công các giải đấu thể thao nhằm nâng cao tinh thần thể dục thể thao trong lớp trẻ tại Séc, giúp gắn kết các thành viên trong hội như giải đấu bóng đá thanh niên sinh viên, giải cờ vua và nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật khác. Điểm nhấn lớn cũng đáng kể đến, đó là lần đầu tiên hội đã cùng với các hội đoàn và các đơn vị liên quan mang đến sự kiện Options 2023 với nhiều thông tin bổ ích thiết thực về định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho các bạn trẻ người Việt tại Cộng hòa Séc. Chính vì cái mong muốn là để cho hội có thể có những cái hoạt động để thu hút được các bạn trẻ, và đặc biệt là hỗ trợ được các bạn trẻ ở tại Cộng hòa Séc, cho nên là chúng tôi đã quyết định là thay đổi toàn bộ bộ máy của ban chấp hành và đưa các bạn trẻ vào, để các bạn trẻ sẽ tự đưa ra những cái chương trình phù hợp đối với cả chính lứa tuổi của mình để làm sao thu hút được thế hệ thanh niên sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc có thể tham gia vào các cái hoạt động của hội, và cũng là một cái chỗ dựa không chỉ là hỗ trợ về mặt học tập lao động mà còn hỗ trợ kể về mặt tinh thần nữa. Hội mình đang là làm rất tốt nhưng có thể phát triển hơn, như là quảng bá thêm hình ảnh của hội sinh viên và cuộc sống sinh viên tại Séc, có thể thu hút thêm học sinh sinh viên ở Việt Nam tham gia du học ở đây, hoặc là giúp đỡ mọi người hơn về vấn đề tìm hiểu quá trình apply học tập ở đây, hoặc là trao đổi về kinh nghiệm học tập cuộc sống ở đây nhiều hơn nữa, tổ chức các buổi họp thường xuyên hơn. Cảm ơn ạ. Tại đại hội, ban chấp hành mới đã được bầu ra với sự đồng thuận cao của các thành viên trong hội. Theo đó, mục tiêu của hội là duy trì các thành viên ban chấp hành với khoảng 22 thành viên, trong đó 60-70% thành viên hội sẽ là các bạn trẻ thế hệ sau sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc, 10-20% là các du học sinh Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Đại hội đã bầu thành công ban chấp hành mới, và bạn trẻ Vũ Diệu Hà đã được đại hội bầu làm tân chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhiệm kỳ 2024-2029.
Tôi mong muốn rằng là sẽ làm sao mà các bạn trẻ có thể giữ được cái truyền thống hơn 30 năm của Hội Thanh sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc, và là một cái nơi mà có thể tập hợp được, một cái nơi mà có thể giao thoa được giữa tất cả các bạn thanh niên sinh viên và làm được những điều mà chúng tôi cũng còn chưa làm được trong hơn 30 năm vừa qua. Sau thành công của đại hội lần thứ 8, Ban chấp hành hội với các thành viên trẻ trung và mới mẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trở thành một tổ chức thanh niên sinh viên vững mạnh, là nòng cốt của cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung.